À, xin chào anh vị trong chương trình trực diện TV. Thì cái tình hình chính trị an ninh trật tự của Miến Điện là hoàn toàn bị hỗn loạn, hoàn toàn bị đe dọa. Và cái sự việc này đã xảy ra trong trọn 1 tháng 2 vừa qua, khi mà vào ngày đầu tháng á, là ngày 1 tháng 2 đã có một cái cuộc đảo chánh của lực lượng quân đội của Miến Điện lên một cái chính quyền dân sự, chính quyền được người dân bầu hợp pháp, chính quyền được cả thế giới công nhận. Và sau khi mà đảo chánh thì kèm với đó là một cái cuộc bắt giam những cái người lãnh đạo cao cấp nhất của cái chính quyền đó, ngay cả bà cố vấn cao cấp là bà Aung San Suu Kyi, cái người được uy tín rất là nhiều đối với thế giới, và ông tổng thống cũng như là những cái thành viên nội các. Và sau khi bắt bớ như vậy rồi cũng kèm theo là những cái lời truy tố, khởi tố và áp đặt một số các cái tội danh. Tuy nhiên thầy không biết rằng cái việc mà áp đặt những cái tội danh đó đó sẽ khi nào mở phiên tòa, và người ta có dám mở cái phiên tòa hay không, và có cáo buộc những người như bà Aung San Suu Kyi hay không, thì cái phần đó là có lẽ là thời gian tới chúng ta mới biết được. Tuy nhiên thì trong suốt 4 tuần vừa qua đó, người dân Miến Điện người ta không có ngồi yên, và người ta đã xuống đường biểu tình. Và những cái cuộc biểu tình đầu tiên thì nó nhỏ lẻ và nó chỉ tập trung ở thành phố lớn thôi, nhưng mà bây giờ thì những cái cuộc biểu tình nó càng lúc nó càng lan rộng ra, và có thể nói rằng nó lan rộng rộng gần như là khắp nước rồi. Và cách đây một tuần đã có những cái cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát đối với lực lượng biểu tình, và đã xảy ra án mạng rồi chứ không phải không xảy ra. Và cách đây 2 3 ngày thì cũng đã xảy ra một vài các cái cuộc đụng độ, và lực lượng cảnh sát, lãnh sát bây giờ họ kết hợp với quân đội và họ bảo vệ các cái trật tự, và họ đụng độ với lực lượng biểu tình, và đã xảy ra những cái vụ bắt bớ rộng rãi hơn. Tức nghĩa là ngày hôm qua đó, ngày 26 đó, 27 đó, thì đã bắt đến 470 người, và những cái người đó thì bây giờ không biết là bị cáo buộc về cái tội danh gì. Nhưng mà nó không dừng lại chỗ đó. Có thể nói là ngày hôm qua, ngày 28 tháng 2 năm 2021, đó là một cái ngày mà báo chí xác định rằng á, là cái ngày bạo lực nó leo thang, và cái ngày mà dùng cái từ là đẫm máu đó, bởi vì có đến 18 người chết và 30 người bị thương rất là nặng trong cái cuộc đụng độ biểu tình. Người ta thấy xảy ra cái hậu quả này là bởi vì lực lượng quân đội và lực lượng cảnh sát đó đã sử dụng súng bắn vào đoàn người biểu tình. Và súng thì phía bên đoàn người biểu tình thì nói rằng phía bên quân đội thì họ nói họ bắn hơi cay, bắn đạn để mà gây choáng thôi, và một số thì người mà trong lực lượng vũ trang đó họ bắn chỉ thiên, và những hành vi đó được cho rằng không có hợp pháp, bởi vì tấn công và sử dụng các cái bạo lực leo thang như vậy là không thể nào được chấp nhận trong cái xã hội mà người ta nói rằng những người biểu tình là ôn hòa. Thì ở phía bên quân đội đó bây giờ họ đang kiểm soát các cái tình hình, và họ nói rằng những người biểu tình là có bạo động, những người biểu tình đã có những cái ném đá hay ném những cái vật liệu gì đó vào những người mà thực hiện công vụ, và rất là nhiều các cái sự phản đối. Cho nên là phía bên quân đội đó họ mới ra những cái hành động nó nặng nề hơn, và sử dụng rất là nhiều các cái xe cơ giới, ngay cả những cái xe, những cái phương tiện dùng trong cái vật liệu xây dựng đó, trong vấn đề mà xây dựng hạ tầng đó, họ đem những cái xe ủi đất, ủi cát đồ ra để mà ngăn chặn nữa. Và người ta thấy rằng những cái người mà bị xâm phạm hay là tấn công vào những cái đám đông của lực biểu tình đó, xảy ra nào là ở Yangon, nào ở Dawei, ở bên Mandalay, rồi ngay cả Bago và Vokoku nữa, thì đó là những cái thành phố mà lớn của ở phía bên Miến Điện. Và cho thấy là những cái báo cáo gửi về đó là về cái việc mà phía bên lực lượng quân đội và lực lượng cảnh sát sử dụng hơi cay rất là nhiều. Và bây giờ đó thì cái văn phòng cảnh sát, văn phòng của Liên Hợp Quốc đó về vấn đề nhân quyền cũng cho biết rằng là cảnh sát đã bắt giữ ít nhất là 85 các cái chuyên gia y tế và sinh viên, cùng với 7 nhà báo trong các cái cuộc biểu tình vào ngày Chủ nhật, tức là ngày 28 tháng 2 năm 2021 vừa qua. Và lưu ý rằng có hơn 1.000 người đã bị bắt và trong các cái cuộc biểu tình trong cái mấy tuần vừa qua. Và Liên Hiệp Quốc thì bắt đầu đã yêu cầu kêu gọi trả tự do cho tất cả bất kỳ ai bị giam giữ. Và mà Liên Hiệp Quốc dùng cái từ á, là những người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc nói rằng là bắt giam giữ một cách tùy tiện, và cộng đồng quốc tế phải đoàn kết với những người biểu tình và tất cả những người khác để mà tìm kiếm lại cái nền dân chủ của Miến Điện.
thì ai cũng hiểu được rằng bây giờ cũng có khá nhiều những cái nước bắt đầu đã lên tiếng và yêu cầu phía bên Miến Điện đó thì lực lượng quân đội phải trả lại cái chính quyền cho cái phía bên dân sự và vãn hồi nhanh các trật tự và thả đi những cái người mà bị bắt giam, cụ thể là bà Aung San Suu Kyi. Và những cái phong trào đó có thể nói là những đầu từ ở Hoa Kỳ và những cái nước ở bên châu Âu chẳng hạn, và ngay cả ông Tổng Thư ký của Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng. Thì ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Guterres, thì ông này đó, và không phải là lên tiếng ngày hôm nay, ông ta đã lên tiếng cách đây một tuần rồi. Tức là sự việc xảy ra vào 21 tháng 2 khi mà ông này ông viết trên cái Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc là viết trên một cái trang mạng xã hội là Twitter. Thì ông ta nói rằng là mọi người đều có quyền tụ tập trong hòa bình. Tôi kêu gọi là các bên tôn trọng kết quả bầu cử và quay lại chế độ dân sự. Kết quả bầu cử, ông Tổng Thư ký của Liên Hiệp Quốc này nói về các kết quả bầu cử. Nhưng mà ở phía bên quân đội đó thì họ không công nhận kết quả bầu cử. Họ nói là các cuộc bầu cử đó có sự gian lận và họ chứng minh rằng đã có bao nhiêu người chết, rồi có bao nhiêu người không có đủ tuổi để mà đi bỏ phiếu. Rồi họ yêu cầu để có một cái cuộc điều tra lại nhưng mà chính quyền đó họ không thực hiện. Nói chung là họ cũng đưa ra một số các lý do. Thì bây giờ cái ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nói rằng cái cuộc bầu cử đó là hợp pháp, như vậy thì nó mang đến chất làm giống như là áp đặt luôn. Và bây giờ đó chúng ta thấy rằng cái tình hình của Miến Điện đó, là cái sự can thiệp vào cái tình hình nội tình của Miến Điện của rất là nhiều nước, ví dụ như bên Mỹ, bên châu Âu, rồi ngay cả người ta tố rằng Trung Quốc đứng đằng sau cái cuộc biểu tình, cái cuộc hỗn loạn này nữa, cái cuộc đảo chánh này. Và bây giờ thì đưa ra cái cuộc hội đồng là Liên Hợp Quốc đó để mà đưa ra một cái nghị quyết mà lên án cái cuộc biểu tình, không phải là lên án biểu tình mà lên án cái cuộc đảo chánh và yêu cầu phải trả lại cái chính quyền dân sự, thì rõ ràng là cái cuộc ra thông qua mà hội đồng bảo an thì không thể nào đạt được, bởi vì ở phía bên Trung Quốc và chẳng những Trung Quốc không mà Nga cũng phản đối cái việc này. Có lẽ là Nga với Trung Quốc cho rằng đây là một cái việc mà nội bộ của Miến Điện và cũng không cần thiết phải lên án như vậy, thí dụ như vậy. Và chúng ta thấy rằng có khá nhiều những cái người bị thương và những người đã chết rồi. Và cái tình hình này có thể nói rằng nó không dừng lại ở đây. Và những cái người bị thương và những người đã chết đó, đã tạo ra một cái sự quan tâm của rất là nhiều người. Thì phía bên các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu vào ngày 22 tháng 2 năm 2021, tức là cách đây một tuần, cũng đã nhóm họp để mà thảo luận các biện pháp để phản ứng với cái cuộc khủng hoảng ở Myanmar. Và đại diện cấp cao của khối châu Âu đó đã kêu gọi các lực lượng an ninh của Myanmar đó là Miến Điện là phải lập tức ngừng ngay các hành động bạo động, bạo lực đối với dân thường tại sự việc mà xảy ra ở Mandalay. Và sau khi mà xảy ra các cái vụ việc như vậy thì chúng ta thấy là cái người biểu tình mà bị mất mạng đó thì đa phần là những người dân thôi, và những cái người dân bị lôi kéo vào trong cái cuộc mà đấu đá như thế này đó thì cuối cùng họ vẫn là những cái nạn nhân, và những cái nạn nhân rất là đáng thương. Và thật ra đó thì người ta rất là tiếc, nói chung là có một cái nhóm, một cái xu thế á, những cái nước họ nói là họ rất là tiếc khi mà cái đất nước Miến Điện đã được xây dựng một cái xã hội mang tính là dân chủ rồi, được cái bầu quán tự do rồi, và cái xã hội đó từ cái chỗ quân phiệt để mà chuyển sang cái chính quyền dân sự, và mặc dù nó còn non trẻ nhưng mà cái điều đó là một cái thành quả. Và như vậy thì tính rằng Miến Điện đã bắt đầu ổn định, nhưng mà thật ra chúng ta nhìn sâu hơn vào cái tình hình của Miến Điện đó trong suốt một cái thời gian dài, mặc dù là bà Aung San Suu Kyi có thể là lên nắm quyền, cái đảng của bà ta đã nắm quyền, nhưng mà nó vẫn là bất ổn chứ không phải là ổn. Khi mà chính quyền mà quân phiệt họ giao lại cái chính cho cái cuộc bầu cử tự do thì họ cũng cài đặt rất là nhiều các cái điều khoản, mà những cái điều khoản đó là những điều khoản chứa đựng rất nhiều các cái sự rủi ro, và vẫn chứa đựng làm cái nền dân chủ đó mà nó chắc nửa vời, cái nền dân chủ đó nó nửa dơi nửa chuột, nó không có ra cái gì hết, bởi vì quân đội vẫn còn nắm rất là nhiều quyền và họ muốn can thiệp nhiều vào các cái chính sự, và họ tự nhiên mặc nhiên lúc nào cũng có được 25% ghế ở trong cái quốc hội cả, và họ nắm luôn quân đội, nắm luôn bộ ngoại giao, nắm luôn cái quốc phòng, thì điều đó nó rất là quan trọng, an ninh và quân đội, thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy rằng nó chưa có đạt được một sự tiến triển. Và có lẽ vì cái điều này cho nên là cách đây một năm khi mà ở phía bên
ở phía bên Miến Điện đó bị mâu thuẫn về cái sắc tộc, ai cũng hiểu rồi, ở Miến Điện thì nó có đa sắc tộc và những cái mâu thuẫn sắc tộc, những cái tôn giáo nó đã ầm ĩ với nhau trong rất là nhiều thế kỷ rồi. Và cái sự mà im lặng của cái chính quyền bà Aung San Suu Kyi khi mà ở phía bên quân đội đó, họ có một cái sự mà đàn áp đối với cái cộng đồng Hồi giáo Rohingya, ai cũng thấy những cái điều đó. Và thậm chí là vào ngày 10 tháng 2 năm 2000, 10 tháng 12 năm 2019, khi mà Liên Hiệp Quốc á, tòa án ở La Hay đã mở một cái phiên tòa tại Hà Lan đó và đem ra để xét xử và về những cái người quan chức ở trong cái chính quyền của Miến Điện, cụ thể là cái quân đội đó đã đàn áp cái người mà gọi là Rohingya. Nhưng mà người ta rất là bất ngờ khi mà bà Aung San Suu Kyi đã phải đứng ra để mà bảo vệ cho cái lực lượng này, bảo vệ cho cái hành vi mà bị buộc tội rằng giống giống như là diệt chủng. Tức nghĩa là những cái giá trị trước kia của bà Aung San Suu Kyi, khi mà bà dương cao nói rằng cái hòa bình, vấn đề dân chủ, nhân quyền, vấn đề đủ thứ chuyện hết, nhưng mà cuối cùng thì lại không lên án cái hành vi diệt chủng đó. Thì người ta nhìn nhận lại, người ta nói rằng bà Aung San Suu Kyi đó có thể là vì một cái sự thỏa hiệp đối với một cái đám mà đang rất là có thực quyền ở Miến Điện, đó là quân đội. Và điều này cũng, nếu mà nó đúng á, thì cho thấy rằng cái chính quyền của bà Aung San Suu Kyi cũng là chính quyền hữu danh vô thực thôi, cái chính quyền không có thực quyền và phải đi thỏa hiệp với cái quân đội và phải đi bao che cho quân đội và phải dùng coi như là đánh đổi hết các cái uy tín của mình, đánh đổi hết những cái sự nghiệp của mình để mà hòng tồn tại trong một xã hội như vậy, để mà cảm thấy rằng một cái xã hội nó mang đến chất là đoàn kết thống nhất, có phải như vậy hay không? Thì tất cả những cái điều này cho, nếu mà nó đúng hay là không đúng gì nữa, cũng cho thấy rằng ở Miến Điện từ khi mà cái chế độ quân phiệt đến bây giờ vẫn là một cái thể họ xã hội là nó rất là bất ổn, nó không có lúc nào được là bình yên cả. Và giống như một cái giọt nước tràn ly, thì ngày 28, cách ngày ngày 1 tháng 2, khi mà những cái cuộc những cái thành phần ở trong cái xã hội của Miến Điện, những cái thành phần trong chính trường của Miến Điện, họ cảm thấy rằng những cái quyền lợi không có được hài hòa với nhau và những cái phần phân chia ghế cho nhau nó không có còn đạt được giống như là trước kia, như theo ý họ muốn nữa, thì họ bắt đầu sử dụng các sức mạnh thôi. Mà những sức mạnh có sẵn có nó sẽ tạo ra một sự bất ổn. Đó là một cái hệ quả tất yếu của một cái chế độ đa đảng. Ai cũng hiểu được những điều này. Và nhất là những cái chế độ đa đảng mà lại mới thành lập nữa, nó cũng chưa có đầy đủ các hành lang pháp lý, nó cũng chưa có một cái thói quen hay là một cái tập quán xử sự của những người dân sống trong một cái xã hội như thế. Và bên cạnh đó thì có rất nhiều các cái sự dòm ngó và có những cái bàn tay lông lá của rất là nhiều nước ở bên ngoài, họ muốn can thiệp vào, họ muốn sử dụng Miến Điện để lái Miến Điện đi theo những cái đường hướng mà có lợi cho họ chẳng hạn. Và những cái điều này rất có thể có xảy ra. Chúng ta đã thấy chẳng những cái Miến Điện không, và nhiều nước trên thế giới cũng vậy. Tình hình ở Thái Lan cũng vậy, tình hình trước kia ở Campuchia cũng vậy, tình hình trước đó nữa ở bên Việt Nam cũng vậy. Tức là trong cái cuộc chiến tranh của Việt Nam á, thì chúng ta thấy rất là rõ những cái điều như thế này rồi. Và ngay cả trong cái cuộc mà ở Campuchia cũng vậy, ở Lào, ở bất cứ một cái nước nào. Và những cái điều đó đó bây cho mới thấy rằng Miến Điện bây giờ còn một cái quãng rất là dài để mà thoát ra được theo cái kiểu mà độc lập tự chủ và có thể là tự cường được, chứ đừng có nói chi mà xây dựng một cái mô hình và trở lại một cái bộ máy hay một cái chính quyền mà gọi là dân sự hoàn toàn. Thì không ai nghĩ rằng là ở phía bên quân đội của Miến Điện họ sẽ nhượng bộ, bởi vì bây giờ họ nắm quyền và họ làm những cái điều đó đó bị cáo buộc rằng có cái sự chống lưng của phía bên Trung Quốc. Thì Trung Quốc thì họ không nói gì hết. Trung Quốc thì họ lên tiếng rất là ôn hòa, nói chung là họ không có phản đối về giống như một số những cái nước nói rằng như Mỹ lên án ra gắt hoặc là chỉ trích này kia cái nọ, và thậm chí là ra những cái biện pháp có thể áp đặt đến một số các cái tướng lĩnh của quân đội Miến Điện can thiệp vào các cuộc đảo chánh các thứ. Nhưng mà những cái điều đó là những cái sự trừng phạt cũng không có phải ăn thua gì đối với cái lực lượng quân đội Miến Điện, người ta cũng chả sợ, người ta không đến Mỹ người ta cũng đâu có lo gì, hoặc người ta không có tài khoản ở Hoa Kỳ hoặc là ở thế giới họ cũng chả có cần lo nữa. Và ngày hôm qua đó thì ông đại sứ Miến Điện tại Liên Hợp Quốc, tức nghĩa là trước khi xảy ra một cái cuộc bầu đẫm máu vào ngày 28, thì ngày 27 đó
thì truyền hình nhà nước Myanmar lại đưa tin rằng ông đại sứ nước này tại Liên Hợp Quốc là ông Kiwa Muthun. Muthun là đã bị sa thải bởi chính quyền của Miến Điện. Chính quyền Miến Điện ở đây dùng cái từ chính quyền đó là chính quyền quân sự của Miến Điện, chính quyền đảo chính. Thì động thái này xảy ra một ngày sau khi mà ông Muthun, ông đại sứ của Miến Điện tại Liên Hợp Quốc, ngày vào ngày 26 Tây thì ông ta đã yêu cầu Liên Hợp Quốc hãy sử dụng các cái biện pháp cần thiết, bất cứ một biện pháp nào để mà đảo ngược lại cái việc quân đội nắm quyền, tức là khôi phục lại nền dân chủ của Miến Điện. Tức là ông này đã được cái chính quyền của bà Aung San Suu Kyi đề cử vào cái ghế gọi là đại sứ ở bên Liên Hợp Quốc, và rõ ràng là ông ta đã sử dụng các cái vị thế của mình và kêu gọi các nước trên thế giới đó, và ngay cả cái Hội đồng Liên Hợp Quốc phải làm bất cứ một cái động thái gì đó để mà lật đổ lại cái chính quyền gọi là quân sự của Miến Điện. Thì ông này là ngay lập tức bị cái chính quyền quân sự đó truất phế ngay lập tức và sa khải ngay lập tức, và nói rằng ông này không có còn là đảm nhiệm cái vị trí đó nữa, và đây là một người phản bội, một người phản bội tổ quốc. Nhưng mà những cái người mà phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc thì người ta lại phát biểu ngược lại, họ nói rằng bây giờ họ chỉ biết ông này là đại diện của Miến Điện thôi, bởi vì chưa nhận được những cái thông tin khác từ ở phía bên chính quyền hợp pháp của Miến Điện về cái việc mà thay đổi ông này. Và người ta cũng không công nhận cái chính quyền của Miến Điện hiện giờ á, chính quyền quân sự, là một chính quyền hợp pháp. Chính vì cái điều đó nó tạo ra một cái cuộc đấu tranh, nó có thể nói rằng nó mang tính rộng khắp hơn, và điều này nó sẽ đẩy cái nước Miến Điện trở vào trong một cái thế cô lập hơn hay sao, hay là trở vào một cái thể chế, hay là một cái chính quyền mà nó mang tính chất là bảo thủ hơn hoặc là độc tài hơn. Và nếu mà điều đó xảy ra, chắc chắn một điều là ai cũng thấy rằng một cái viễn cảnh rằng đó là Miến Điện sẽ bị cô lập, sẽ bị rất là khó để mà làm ăn ở nước ngoài. Thí dụ như là trước đây không lâu, thì 1-2 năm trước đây thì rất là nhiều người họ thấy rằng Miến Điện là một cái đất nước mới và tin tưởng rằng sẽ mở ra để mà làm ăn với các nước. Và nhiều nhà đầu tư cũng đã đến đây để tham khảo, thậm chí là những nhà đầu tư từ bên Việt Nam nữa. Và chúng ta thấy rằng để mà đi vào đây mà đầu tư đó, thì làm ăn thì nó có khá nhiều các cái rủi ro nếu như cái tình hình chính trị ở đó bất ổn. Và rõ ràng như là Toyota đó, họ có một cái nhà máy sản xuất ở đặt tại Myanmar. Và vì cái sự mà coi như là bất ổn hiện nay đó, rõ ràng là cái nhà máy Toyota này họ đã hoãn cái quyết định mà khai trương cái nhà máy mới tại đây rồi. Và tới đây thì không biết rằng cái kịch và vãn hồi trở lại như thế nào, và những cái cam kết của một cái lực lượng mà nắm quyền thật sự tại Miến Điện là ai? Quân đội hay là trả lại cho dân sự? Và người ta nghĩ rằng trả lại dân sự rất là khó. Không biết rằng lực lượng quân đội người ta có làm được không? Và nếu mà trả lại quân đội đó, hay là làm bất cứ cái gì mà có ổn định lại cái tình hình Miến Điện, thì có những cái nhận định đó, từ phía Hoa Kỳ họ nói rằng phải nhờ cái bàn tay của Trung Quốc, chứ là làm gì phải thông qua Trung Quốc. Thì ngay tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thì vào ngày 26 tháng 2 cũng đã có một cái cuộc thảo luận liên quan vấn đề của Miến Điện, và đại diện của 8 tổ chức và hơn 50 nước đã phát biểu, và họ cũng không có đưa ra được cái bản gọi là lên tiếng, lên án về cái vai trò của Miến Điện. Thì chúng ta thấy rằng cái điều đó nó rất là phức tạp. Ngay cả đại diện của Việt Nam đó là ông trưởng phái đoàn của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc là ông Đặng Đình Quý cũng có cho rằng là những diễn biến hiện nay tại Myanmar là có hại cho sự ổn định phát triển và lợi ích chính đáng của người dân Myanmar, và kêu gọi các bên liên quan phải kiềm chế, tránh các cái hành động làm gia tăng căng thẳng và tiến hành đối thoại hướng tới giải pháp thỏa đáng phù hợp với hiến pháp, pháp luật của Myanmar cũng như là nguyện vọng và ý chí của người dân Myanmar. Thì đại sứ cũng nêu rõ tầm quan trọng của việc tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình dân chủ, bảo đảm sự an toàn tiếp cận nhân đạo và các dịch vụ thiết yếu cho người dân Myanmar, nhất là những người dễ bị tổn thương, và bày tỏ Việt Nam mong muốn Myanmar sớm ổn định vì sự phát triển của chính Myanmar, vì ổn
vì hòa bình, ổn định, hợp tác của khu vực và quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Thì đó là những cái lời phát biểu của phía bên Việt Nam. Việt Nam hiện giờ là một thành viên nằm trong cái Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc, một thành viên không thường trực, nhưng mà cái vai trò rất là quan trọng, bởi vì cái vị trí, cái tiếng nói của 10 nước mà không thường trực đó đó là nó góp phần rất là quan trọng. Và rõ ràng rằng nó cho thấy rằng những cái sự cái giải pháp thỏa đáng ở phía Việt Nam cũng đang nói lên là phải có một cái sự giải pháp thỏa đáng và có một sự đối thoại. Đối thoại đây muốn nhắm tới là những cái lực lượng đang đấu tranh với nhau ở chỗ này, và làm sao để cho cái tiến trình dân chủ và đảm bảo cái sự an toàn, và những cái người dân của Miến Điện á, nhất là những cái dịch vụ thiết yếu cho người dân Miến Điện phải được đảm bảo, chứ không có để làm cho xã hội nó rối loạn. Và chúng ta đã thấy rồi, ở Việt Nam đã hồi hôm đầu tháng 2, và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đó, không phải là Nguyễn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mà trong cái chuyến đi của cái người đại diện cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cũng đã đặc phái viên của ông Nguyễn Xuân Phúc là ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đó, khi mà đi cái chuyến viếng thăm và đến Bangladesh vào ngày 29 và ngày 30 tháng Giêng, thì cũng đã tuyên bố là sẽ ủng hộ, hỗ trợ cho chính phủ Bangladesh 50.000 Mỹ Kim để mà đóng góp cho một cái chương trình thực phẩm của Liên Hợp Quốc của nước này, để dùng cho cái việc nhân đạo đối với những người di cư từ cái bang gọi là Rakhine ở phía bên Myanmar. Tức là những người này là những người gì? Những người mà 750.000 người Miến Điện, mà đúng hơn là người Rohingya, đã bị cái chính quyền của Miến Điện và quân đội của Miến Điện đã đẩy ra khỏi Myanmar, và họ đến Kopraja để mà tránh cái chiến dịch truy quét rất là khắc nghiệt của cái chính quyền của Miến Điện. Và với cái sự làm ngơ của bà Aung San Suu Kyi và tất cả những cái điều đó đó, rõ ràng là bây giờ là làm cho cái gánh nặng của thế giới. Và vừa qua thì tòa án quốc tế cũng đem ra cái vụ này âm xử, và người ta muốn tranh thủ rằng Liên Hợp Quốc phải lên tiếng, nhưng mà rất là tiếc là ở trong Liên Hợp Quốc có khá nhiều những cái tiếng nói họ không ủng hộ, thí dụ như là Trung Quốc và Nga. Và chúng ta thấy rằng cái bài học đó của cái Miến Điện thì có lẽ nói là nhìn vào cái sự việc này nó quá nhiều hướng trong đây đi, nó không phải là đơn giản. Và làm gì làm đó thì Miến Điện vẫn không thể tự chủ được cái tình hình chính trị của mình, và họ vẫn bị can thiệp bởi rất là nhiều nước. Và bây giờ thì không biết là cái sự khống chế sẽ ra làm sao. Và người ta nói rằng là những người biểu tình của Miến Điện đó là những người dân, và những người dân là những người rất là đáng thương, bởi vì họ đang làm việc mà có lợi cho các phe phái mà những người mà nằm ở phía trên thôi. Ví dụ như nhóm nào mình ủng hộ cho đảng này, đảng kia, ủng hộ cho quân đội hay ủng hộ quân đội, mà cuối cùng mình sáp lá cà với nhau, thì quân đội mà họ có nổ súng đó, thì những người đó họ chết đầu tiên. Và họ chết đầu tiên thì cái lực lượng mà họ đi lên, họ giành lấy dân chủ hay là giành lấy chính quyền á, họ cũng lại thỏa hiệp với nhau và họ để giành những cái ghế. Và nếu như mà họ không đồng lòng với nhau thì họ lại sử dụng những người dân và để làm những cái trò này trò kia. Và người dân vẫn là đi cái tuyến đầu thôi. Thì trong cái thể chế mà gọi là dân chủ đó, theo cái kiểu là đa đảng đa nguyên như thế này đó, mà nó không ổn định thì cái tình hình của người dân rất là lo, có thể nói rằng lúc nào đó cũng rất là bấp bênh. Và người ta sợ rằng những cái vật liệu vật dụng mà gọi là thiết yếu của Miến Điện có thể là bị thiếu thốn, và nhiều khi phải xảy ra những cái trường hợp mà các nước trên thế giới phải viện trợ cho Miến Điện theo cái kiểu là cứu đói cứu nghèo đủ thứ chuyện hết, giống như là rất là nhiều nước trên thế giới nữa. Chúng ta thấy là nhiều nước ở bất ổn, ví dụ tình hình ở Syria, tình hình ở nhiều nơi, thậm chí là người dân trong nước còn phải bỏ chạy ra nước ngoài, giống như Syria trước đây, thì nó tạo ra những cái sự khó khăn hơn cho thế giới nữa. Và bây giờ những cái sự chỉ trích không đó, đối với chính quyền của quân đội đó, thì có vãn hồi trật tự được hay không, ví dụ như thế giới bây giờ ra những cái nghị quyết gì, thậm chí là chỉ định như thế nào đó, ép buộc như thế nào, hoặc là ra những biện pháp trừng phạt như thế nào đi nữa, thì quân đội họ có trả lại cho cái chính quyền của dân sự hay không? Trước đây mấy chục năm trời họ cũng đâu có trả đâu. Đùng một lúc mà họ trả, nhưng mà với những cái điều kiện thỏa thuận, bây giờ quyền lợi như vậy, vậy, nhưng mà cuối cùng cái quyền lợi nó không được đảm bảo, thì họ bắt đầu họ bẻ chĩa thôi, họ bắt đầu họ trở lại giống như cũ. Thì đó là cái cách mà sự việc xảy ra ở Miến Điện, và người ta cũng không hy vọng rằng trong một thời gian ngắn sắp tới sẽ có thể vãn hồi được. Và điều này cho thấy rằng rất là nhiều nước mà họ quản lý cái biểu tình rất là khác. Có khi
Nhiều nước thì họ nói rằng họ không có khuyến khích biểu tình, hoặc là có cái luật biểu tình nhưng mà rất là khó, và có cái luật biểu tình nhưng mà có thể bị đình chỉ bất cứ lúc nào, hoặc là có những cái luật biểu tình nhưng mà vẫn có những cái luật khác để mà khống chế lại cái luật biểu tình. Và giống như ở Hoa Kỳ chúng ta thấy trong ngày 6 tháng Giêng xảy ra những cái sự việc, người ta nói là những cái biểu tình và đã bạo loạn, đã bạo động và đã tiến vào cái tòa nhà quốc hội, thì lúc đó họ họ ra cái lệnh là gọi là giới nghiêm ngay lập tức thôi, không cho biểu tình và rào lại luôn. Và nhiều nước khác trên thế giới họ vẫn làm như thế, ngay tại Thái Lan, ngay tại ở bên châu Âu, và ngay tại Pháp, ngay tại bất cứ nước nào họ vẫn làm những cái điều đó hết. Và cái biểu tình á, từ cái biểu tình mà gọi là ôn hòa nó xảy ra, đối với cái sự biểu tình mà bạo động á, nó chỉ là một cái điều rất là mỏng manh thôi, ai cũng hiểu, chỉ cần một cái kích hoạt nho nhỏ hoặc là cái sự trà trộn trong đó thôi, và trong một cái nhóm nào đó thôi, vẫn có thể là bị quy kết và có thể là nó bùng phát lên. Và những cái nhóm mà gọi là chống đối đó, những cái nhóm mà nó có những cái sự thù hằn đó, nó rất là thích những cái sự mà xuống đường biểu tình đông như thế này, để mà nó dễ dàng nó hoạt động hơn, nó dễ dàng nó cài cắm hơn. Và tình hình của Miến Điện rõ ràng á là bị tố cáo rằng có những cái bàn tay ở bên ngoài và có những cái sự can thiệp của rất là nhiều nước. Và chúng ta sẽ từ từ để coi thử coi trong cái thời gian tới đó báo chí có phanh phui ra được hay không, và nó càng lúc nó sẽ càng sáng tỏ ra như thế nào, và cái vai trò của Trung Quốc như thế nào, và bây giờ ở Mỹ đó thì sẽ làm được gì để mà cứu giúp cho bà Aung San Suu Kyi, hoặc là những cái lực lượng mà gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền của thế giới đó, hồi trước giờ ca ngợi bà Aung San Suu Kyi, thì họ cũng sẽ làm như thế nào. Thì họ vẫn biết rằng bà này có rất là nhiều các khuyết tật, có nhiều các khuyết điểm, và bà này cũng không phải là một cái người đại diện cho dân chủ nhân quyền gì hết. Người ta chỉ muốn dựng lại và khôi phục lại là bởi vì đó là một cái chế độ được dân bầu. Và bây giờ dân bầu đó thì lẽ ra phải được công nhận, và cái quân đội không được sử dụng bạo lực để mà lật đổ như thế này. Thì thực ra không có nước nào mà họ ủng hộ trong cái cuộc đảo chánh cả. Cái đảo chánh là nó tạo ra những sự bất ổn. Trước mắt là những cái nhà đầu tư họ sẽ rút ra, những cái nhà đầu tư họ sẽ không có để đầu tư nhiều hơn, hoặc là những người mà chuẩn bị đầu tư vào Miến Điện họ thấy như vậy họ chạy, và cái việc làm ăn của người dân sẽ rất là khó khăn. Và ngay cả cái chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi mà nếu mà có được xây dựng trở lại đó, thì phải theo một cái trạng thái như thế nào, bắt buộc phải có một sự thỏa thuận đối với cái chính quyền quân sự, bởi vì quân sự họ đang tố cáo rằng cái cuộc bầu cử đó nó có sự gian lận. Mà nếu như cái sự gian lận nó không được giải quyết, mà thực tế nó đã không được giải quyết rồi, chứ nếu mà được giải quyết thỏa đáng thì ở phía quân đội người ta cũng đã có xử lý khác. Quân đội họ đưa ra rất là nhiều các cái thời điểm, họ nói rằng trong bao lâu rồi phải yêu cầu giải quyết, và nếu mà không giải quyết không này người ta sẽ đảo chánh, người ta sẽ làm cái đó có hăm dọa trước. Nhưng mà phía bên quân đội, phía bên dân sự của bà Aung San Suu Kyi, có lẽ là bà ta nghĩ rằng có rất là nhiều người dân ủng hộ, và ta nghĩ rằng cái kết quả bầu cử đó là thắng rồi, cho nên là công nhận luôn và không có thèm đếm xỉa, và cứ nói rằng phía bên quân đội họ tố cáo sai. Thì bây giờ ai là cái người để mà giải quyết? Một bên thì nói rằng cái cuộc bầu cử đó nó sai, nó có gian lận, một bên thì nói rằng nó đúng. Thì như vậy thì ai sẽ là giải quyết? Như vậy nếu mà cuối cùng có cần nhờ ai đi nữa, có cần quan sát viên quốc tế, cần lực lượng tào lao thiên địa ra, thì cũng rõ ràng là cũng quốc tế họ nhảy vào nữa, là nhiều nước khác họ lại can thiệp vào cái tình hình của Miến Điện, và cho thấy rằng cái tự chủ tự cường của Miến Điện có thể nói rằng nó cũng phải thời gian rất là xa nữa, chứ không phải là giống như nhiều người khen rằng người dân Miến Điện là thực hiện cái quyền dân chủ quá tốt đi, người dân Miến Điện có một cái sự biết tiếng là biết giành lấy cái quyền của mình. Không phải, đang bị lôi kéo, đang bị nhảy vào cái dòng xoáy của các bên tranh chấp với nhau, mình là nạn nhân mà mình chưa có biết, và mình là cái người vẫn là thiệt thòi nhất. Và có một sự tranh chấp mà nó lên tới đỉnh điểm thì nữa, thì cái đất nước nó bất ổn và cái dân tộc nó bất ổn, và dân tộc nó sẽ bị kéo trở lại và nó không có một sự phát triển. Thay vì những nước khác bị tố rằng là độc tài, hay là bị tố rằng là chưa có cái dân chủ, hoặc là chưa có hoàn thiện dân chủ, hoặc là đang phát triển dân chủ, nhưng mà người ta đang phát triển tốt về vấn đề kinh tế, và những cái vấn đề kinh tế đó là những cái điều người dân họ cần, và người dân họ cần mà sống nó tốt hơn và cái điều kiện kinh tế nó tốt hơn, và dĩ nhiên cái dân chủ nó cũng đi tốt hơn, chứ không thể nào mà cùng một lúc áp đặt một cái chế độ dân chủ ABC nào đó vào rồi cuối cùng không có giữ được, mà nó xảy ra bất cứ cái sự sụp đổ bất cứ lúc nào, thì những cái điều đó cũng chả hay ho gì cả.
Thì cái sự kiện của Miến Điện chắc là có lẽ là chúng ta cũng phải trở lại trong một clip khác nữa. Và hôm nay thì xin tạm dừng lại đây. Rất là cảm ơn quý vị. Xin kính chào.